huy động thêm tàu cá tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu. Đồng thời Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển phía Bắc và gia đình nạn nhân tiếp tục thông báo cho các tàu thuyền hoạt động ở khu vực tuyến hành trình của thuyền gặp nạn tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn. Giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố khẩn trương, chủ động phối hợp với huyện Bạch Long Vĩ và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tổ chức việc tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, xử lý, khắc phục hậu quả, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố tình hình và kết quả thực hiện hàng ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Đài Thông tin Duyên Hải Hải Phòng tăng cường phát đi thông tin tìm kiếm cứu nạn trên hệ thống để thông báo. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực Y tiếp tục triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 tiếp tục chỉ đạo phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích. Trước đó như dân trí đã thông tin, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 28 tháng 6, tại khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng nam, cách đường phân định vịnh Bắc Bộ khoảng 14.5 hải lý về phía đông, tàu cá Na 95.899TS trên 19TV bị tàu hàng Pacific 01 đâm va giữa biển, dẫn đến hậu quả tàu cá Na 95.899TS bị chìm. Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 30 tháng 6, ngoài 9 thuyền viên đã được tàu Pacific 01 cứu vớt, một thuyền viên tử nạn, vẫn còn 9 thuyền viên đang mất tích. An nhiên! Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.